Thưa Ngọc Hoàng, hôm nay chúng ta đi đâu ạ? Các táo cho ta xuống chợ ô tô miền Bắc Yên Bái để khảo sát các táo thế nào. Thế nào, tình hình xe sang của năm nay thế nào? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, năm nay bán được 1.000 con và còn 1-2 con để chuẩn bị đi chơi Tết ạ. Rồi, thế còn táo uy tín? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, táo uy tín bán được khoảng 1.000 con. Hiện không còn xe nào để đi. À, rất tốt. Thế là táo lại còn mấy con thì ta sẽ lì xì cho các táo. Nhưng mà táo còn mấy con đi Tết, lì xì cho 1 lì xì. Còn táo bên này vẫn hết xe đi Tết, ta sẽ lì xì cho 2 cái lì xì để đi Tết nhá. Chúc các táo là sang năm sẽ phát triển càng ngày càng phát triển hơn nhá.